nói phát lương cho nó sen mồm chứ mỗi đứa là 100 ngàn của cô bông hồng xanh. Đây con đây. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn chú. Đây con đây. Đây mèo đây. Cảm ơn cô chú. Rồi. Chào đâu? Ở mình cho mẹ. Ừ. Bụng nó còn đâu. Cầm đi được cầm á. Đây hôm nay phải vô cháu lại lên lại trên suối đây. Còn có miếng à, chút xíu. Hôm nay thì còn chút xíu tôm á. Không có cho luôn. Mày bí. Ủa mày mấy đứa thì xong hết chưa? Xong rồi. Thì xong hết rồi. Rồi hôm nay cháu sẽ lên lại trên suối. Chắc năm nay còn học sinh khé. Ờ, hôm nay còn học sinh khé hả? Nhiều giáo học sinh giỏi đúng không? Dạ, à, còn sư tử? Đang học sinh khé ngoan. Tử học sinh khé hả? Con sư tử. Nó học sinh ngu chú. Thì mẹ đi coi được cái đường này. Đủ rồi. Đây con suối đây. Châu bò. Ai dạ. Không sao đâu, không sao đâu. Không, mình chơi mẹ. Ừ. Ngừ cỡ ngừ chứ. Đây. Hành trình nè. Này là đó săn cua. Ai dạ. Bụng vẫn còn đau. Vẫn còn ơ. Không sao đâu. Đâu 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 đâu. Ngồi đây ngồi đây. 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 Ở đây nè. Có ngừ mẹ. Ở đó. Ngừ đâu? Luôn. Đúng rồi. Không, bả. Đúng rồi. Ok. Không. Đây thì hiện tại mấy bí đang đóng đồ ngay chỗ này. Nằm trong khúc gỗ hả? Nằm trong cái gì? Khúc gỗ. Không có gieo thôi, lát cắt luôn kìa, cắt cái đây. Gieo đâu? Để nó quăng về rồi. Quăng về vậy? Ai biết, bỏ con béo nè. Giờ nãy tôi thấy mày cầm bỏ bị mẹ. Là tôi đưa chân miệng rồi. Sợ đưa nào, đưa nào, đưa nào, cầm góp dở rồi. Mày bí đây giờ. Em cho tao bói thùng việc đi. Hát một cái. Không, không. Có mày cầm cái này mày nói tục đâu. Đây, tí mày bí chị. Chị đi bẫy cua. Đây là cái lò bắt quái nè. Rồi, tí xuống này, xuống đây. Để cua ké. Lên, sẽ nướng. Rồi trước tiên tiên mình sẽ làm cái món gì đây? Tôm. Ok. Tôm đó, quán tôm vô rửa đúng không? À đúng rồi, con xuống con rửa rồi. Mèo nè. Mèo. Đây xuống ngay đây nè mèo à. Có ngày đó bị rửa. Phúc, đưa mặt đây tôi làm mặt mèo vô. Đây, rồi cái dĩ đâu kìa. À cái dĩ bỏ dưới kia. Thôi đứng thang luôn rồi chú. Ơi rồi cái dĩ đâu? Cái dĩ bỏ dưới kia rồi con à. Bỏ dưới nào? Nhớ bỏ dưới kia. Bỏ dưới kia rồi. Thấy ơi, thấy rồi. Không, không thấy.
lòng ta quái. Lòng đây của sư tử nó mới sửa lại nè. Ngoài đâu, ngoài cái lòng đó đâu. Ờ. Dính kìa, dính. Có nguồn dính. Đấy. Hình như mấy ông chú kìa, ông bắt cái gì dưới kia kìa. Đây, để cho kịp xuống coi thử cái hố. Ây da. Cái hố chứ kìa. Để gì đó cái hố. Tao rửa lị đi. Con hai con gì tao muốn bỏ kia đi. Khỏi. Bỉ cái đầu ra. Bỏ vô trong cái lòng đi. Nước nước con luôn. Rửa đi. Con rửa hai lòng nè. Hai con nữa. Ừ. À đúng rồi. Đừng có dính sạn nha con. Anh thì kỳ sẽ lên lại. Ai da. Nướng thì cái lại gì dĩa ké không? Dĩa ké. Không. Bữa nướng phải nhiều hơn. Cái mà nướng cho nó thơm thơm. Cuối đây một tí rồi mấy cho cháu sẽ xuống dưới đây sẽ đặt cua này. Nước hơi cạn hay nước cạn nè sư tử ơi. Tiểu Kiệt thấy cái cạn vậy rồi xuống ngay chỗ mấy bữa kìa sư tử. Hả? À thì nó tí. À tôm luộc ta. Tôm luộc. Nướng cho nó nhanh. Mày đừng có chiều kiểu. Rồi cho tao mấy cái nha luôn. Rồi cho tao mấy cái là luộc đi. Mấy con cái trái. Ây da. Nè, đặt dập đi. Rồi được á sư tử không? Ăn tôm luộc không? Không. À, nướng cho nó nhanh. Nướng thì cho nhanh. Rồi bên kia hai con. Đưa cái lòng. Nướng gì vậy? Coi chừng nó đụng vô lửa nó cháy. Ê. Cái này cái lỗ. Thôi không có lấy ra được đâu cái hố ơi. Rồi xong rồi. Không có lấy ra được. Thôi ok. Cho con bỏ giữa kìa sư tử. Đây sư tử nó xuống ở đây.
Để chị đỡ mới xuống như đây, nó khỏe. Cẩn thận nha. Trời vô ké vậy chú. Còn cái con que bên kia à. Chị thử. Trời ơi. Ghế chứ, đây ghế nhiều quá không? Nhỏ nhỏ không à? Ui, ghế mấy chào ghế luôn. Đây ghế mấy chào ghế luôn sư tử ơi. Nó mấy nhiều nó đế không? Trời chưa? Đây. Ủa, đừng nói đứt cái tay. Cẩn thận. Đây chưa tí, chưa kêu lại. Cô đừng nói đứt cái tay. Trời ơi, sao bỏ đi. Sao bỏ đi. Đây, kia kìa kia. Hai mấy cái lé đỡ trang trí. Đông xe mọi người à. Được anh em à. Chị ơi, em xúc xích nước còn à. Đây, coi tranh thủ nè. Còn cái đây. Làm một cái bàn luôn. Đấy. Đây. Mình chơi bằng lá cây vậy á, khỏi ô nhiễm môi trường. Đây. Sư tử con phụ đi. Dạ. Mấy con phụ nướng đi. Phụ gì chú? Không, dẹp luôn cái lon này thôi. Rồi, cắt đi. Dèo. Cắt đi, chút lại cái dèo bên chanh. Đây. Đây, cái bèn thì chưa? Ai, kìa. Ô, đừng có rứt cái tay á. Một tàu miếng nước luôn. Cẩn thận nha sư tử. Đừng tự giờ mấy ghế đang miếng tôm. Đây. Tôm này, tôm là chưa là tôm vậy, tôm tàn tật không? Không có tôm, tôm tí hồ. Tôm tí hồ, tôm tàn tật chứ. Chú có thấy con này nó tật không? Tôm tàn tật. Dị tật, kêu tôm dị tật. Trời nó lâu sôi lắm. Ai ăn chim chiên mọi người. Có thể ở đây có xì dầu không? Chị. À không, mày đừng có xì dầu nữa xem cái. Nó dài quá. Dài cái đó ăn từ thầu nó mua đi ao ngoài vô nó cục chứa. Thì cái món mày làm nó ám ảnh. Cái ám ảnh quá nó kìa.
chị tử thì nó xuống đây. Nó ké kìa. Suối nè. Con làm gì đó vậy? Con sửa lại không? Thì tưởng nó đang sửa lại rồi, ché. Hay là bỏ chỗ khác đi sư tử ơi. Nhiều với cái hố đen nhiệm vụ làm bớp. Con bóp đây làm chi? Cho nó nhỏ đây không? Chuối kìa. Ở trên này cũng còn nữa nè. Cái hố với mèo đang đang nướng đậu bắp. Cái này nó hít cái là máu luôn sao? Máu bầm sao? Đó. Gì đó dính dính cái đáng luôn đó. Ờ. Đây chắc chưa. Nó béo. Ít béo chưa. Để cắt cái thử đèn mò chưa có ốc gì chưa? Tội chưa? Thôi thôi nó còn được rồi. Tử kìa. Mà cua bắt ốc rồi. Đi tìm trầm á. Đi tìm trầm á. Hả? Đi tìm trầm á. Trầm hương á. Mày trên này lại được có trầm. Ờ biết thì phải thấy thấy gõ mấy cây thôi. Trầm phải lên kia cho dưới suối. Dưới nước là có trầm. Nãy giờ không tìm cho mày.
đúng rồi. Tràm cà gõ nó sao chú? Nó thơm, cây tràm này nó thơm. Nhưng mà nó đắt hiểu? Tràm hương mà. Trời trời. Sao nó bọng? Sao nó cháy vậy? Cái này một cái xích thôi nè. Ủa sao chú xích cho hình tròn? Này là người ta cắt đứt 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 nè chú ạ. Nó đứt dữ chưa? Thôi vậy. Nó cũng bóp tay nữa à. À Dung, Dung ơi, Dung bè 5, Dung bè 5. Bè 5, bè bè. Bè... bè 2. Mùi. Bỏ, 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 bỏ thêm về đi. Bỏ cột vô, mấy con. Bỏ cột vô, bỏ cột vô. Bỏ cột vô. Bỏ cột vô. Thế tuyệt vời. Bỏ vô. Tôm nâu, tôm nâu. Cột. Bỏ cột. Cột cũng tôm rồi mẹ. Hí vậy. Chưa? Đây thì sau khi mấy bí đã nướng xong rồi thì hôm nay nói chung là Tiết Kiệt cũng lên đây. Chú Kiệt đổ bớt nước ra rồi. Ừ đúng rồi. Chú Kiệt ăn chung với tụi con luôn. Rồi, ok rồi, đây. Đi làm muốn tôm gì đây, kêu tôm gì? Tôm tàn tật không? Dạ tôm lột. Tôm chỉ tật. Đây. Tôm lột nó nhỏ chị chú. Đây, để xong thì đã xong hết rồi. Tới ăn hết luôn chứ. Ok ok. Thì nói chung là hôm nay thì Tiết Kiệt cũng lên cho đây lại thì cũng quay lại video về đứa, còn một đứa này cho là nói chung là đông quá không chở hết được cho nên là chỉ có bê đứa. Thì mấy bữa trước thì Tiết Kiệt là bị đau bụng nhưng mà ra bệnh viện thì họ khám là bị kêu là nhiễm trùng đường ruột. Thì Tiết Kiệt nằm ở đó một ngày thì Tiết Kiệt sẽ đi về, do là chỗ đó nói chung là bệnh viện y tế nó kém ha, nên là Tiết Kiệt về lại nói chung cũng sợ, cái thứ nhất là kêu là nhiễm trùng là cũng hơi sợ. Về lại thì đi chắp phim và siêu âm và xét nghiệm lại thì bị là viêm dạ dày, viêm khuẩn đường ruột đấy. Thì trong khi thì Tiết Kiệt có đăng lên trên kênh YouTube thì cũng được là bông hồng xanh đấy, bông hồng xanh, cái kênh YouTube là bông hồng xanh đấy. Thì cũng có gửi cho Tiết Kiệt là được 600.000 về gửi lại cho mấy bí đây. Thì hôm nay nói chung là Tiết Kiệt sẽ lên trên đây phát lương nha. Nói phát lương cho nó sang mồm chứ, nói phát lương cho nó sang mồm chứ là chú Kiệt sẽ cho lại là mỗi đứa là 100.000 của cô bông hồng xanh đây. Còn đây
Đây, con đây. Đây, mèo đây. Cảm ơn cô chú. Này, chè, để chưa. Đây là tiếng Châu Phi nè. Giờ nói chung là tiên do bốn đứa này là chở không hết nên là ảnh thì ở nhiều. Đây hôm nay nó cho bà Tí Kiệt con tới đây. Đây hôm nay chú Kiệt tới đây, chú Kiệt sẽ gửi lại cho con là 100.000 của cô Bông Hồng Xanh, kênh YouTube Bông Hồng Xanh gửi lại cho con. Mai sinh nhật không? Có mời chú Tí không? Có. mấy giờ biết ngỡ lên nè. 5 giờ. 5 giờ hả? Cái này học hành sao rồi? Đây chú Kiệt sẽ gửi là 100.000 nè. Rồi mấy đứa học hành sao? Ý là thi xong hết chưa? Dạ xong hết rồi. À xong hết rồi hả? Rồi thi được không? Dạ được. À ok. Nói chung là học sinh gì? Dạ cũng chắc học sinh kế. Còn cái hố? Xin giỏi. Mèo xin giỏi. Ê chè, để chưa. Đây thì nói chung là hôm nay thì Tí Kiệt cũng quay lại và cũng cảm ơn Bông Hồng Xanh rất là nhiều, luôn đồng hành ủng hộ với Tí Kiệt. Nói chung là những cái view của Tí Kiệt đang lên thì nói chung là cũng có view đấy, nhưng mà nó cũng không được bao nhiêu đấy. Thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn đồng hành. Thì ví dụ như là vì Tí Kiệt cũng có làm một kênh thiện nguyện, thì anh chị em ủng hộ thì Tí Kiệt sẽ lấy cái tiền đó ra thì đỡ đổ xăng rồi các kiểu, rồi sẽ đi tới những cái hoàn cảnh, thì mấy chú cháu sẽ đồng hành với Tí Kiệt. Về Tí Kiệt cũng cảm ơn tất cả anh chị em luôn đồng hành. Đây thì nói chung là cái video này thì Tí Kiệt cũng cảm ơn kênh Bông Hồng Xanh rất là nhiều. Lúc trước cũng có ủng hộ cho những hoàn cảnh của Tí Kiệt là 1.700.000 để mua gạo, rồi Tí Kiệt cũng phát xong hết rồi. Đấy, thì nói chung là qua câu chuyện này thì Tí Kiệt cũng cảm ơn Bông Hồng Xanh rất là nhiều. Về đây tiếp tục là ăn tiếp. Đấy. Đây, đây kia là tôm vậy, tan cặp không? Mừng quá. Đây kìa. Đây dưới suối nè. Tí thì mấy nhỏ thì dồn lại cái này là cái hố à? Đây nổ á, đập nhung đi vậy nó nổ á. Nướng muối vậy à? Nướng hả? Ăn luộc với con nha. Ok. Ngon quá. Ui dè, yeah. Ai làm muối chanh ngon quá. Mèo á. Ui. Đâu có mèo. Không. Từ từ nấu cái này ăn trứng rồi đấy. Cái gì này? Ê, ở bữa thằng phục còn cho tí đi. Nha. Chứ gì không chín đâu. Thả lên. Vậy? Chứ tử. Dạ không, cho ăn đi. Còn quét. Đi làm gì? Trời ơi. Mày đạp cái đồng đỏ đi chứ không nó cũng nổ à. Que đẻ. Đèn đi nè, đèn nướng trứng. Không nổ đâu, con đập lên vậy nó không nổ. Nó bày hay. Hay à. Con mèo nét hơi nổ quá. Để tôi đục cái đồng đỏ thờ. Đừng có quậy chứ, đồng đỏ đừng có quậy chứ.
Thôi dồn lại đây đi. Trời ơi, cho nó trèo thì tùm lum mỹ. Ai xe. Để chưa? Đây tôm, tôm hấp này vậy, trứng nữa, trứng nướng này. Hấp đi chưa? Thầy cho thử xuống đây vỏ ké nè. Ui kìa. Có không? Có mấy nhỏ không? Ăn tạm cũng được. Có dính ké đâu không? Cô hôm nay trèo 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 như vậy thằng nè, lại lên đỏ nè. Đây kìa. Cái lồng kìa, cái lồng. Không không, theo đi con. Để đi 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 đi. Lồng của đây kìa. Đây, lồng của mày. Ôi, đi lại giùm tao ơi. Rồi. Đặt, 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 đặt không không, theo cái con, đợi đó gì vậy luôn. Đây, trứng nướng rồi cho. Xin lỗi nha, con làm nó hơi bậy. Nó trèo gì đó hết rồi á. Cho ngâm muối hết giờ. Đợi nó muối ăn chứ. Không theo cái con này đó đi. Trong nó còn mẹ. Không sao, còn hai cái xúc xích. Rồi, tắt. À. Bây giờ mấy bí à, về đi tắm. Rồi cuối cá ké kìa. Rồi con có mệt bên ké. Ui ké to ghê kìa. Cái trắng to kìa. Hai con hả? Vậy tao con bắt tay luôn đi. Tí cầm lên. Nó xảy không? Dạ. Trời ơi, con. Đi lâu vậy? Đó hả? À, chạy vậy. Dạ. Có cái lỗ ở trong đây nha. Lạnh nữa. Hai con ở đây đâu? Ủa chú hai con ké đâu? Nó nằm ở dưới đây. Không. Chín chưa? Bây giờ tôm nhanh chín chưa ạ? Bỏ bỏ bỏ, anh kêu lại chạy chết luôn mày. Trời ơi. Vậy thôi đưa luộc đi chứ, đưa mà nó canh á. Đi đi đi. Đây giờ mấy đứa cháu đây xong rồi. Giờ cho đi về. Về lại. À, đây 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 đây. Đây cuộc hành trình về lại. Cho con thu lại. Ủa chú như bị đau, đau ở đây
mà đau thứ ba tới ngày hôm nay là bị gì chứ? Nhưng mà bị cái gì mới đau? Con không làm trúng cái gì đi. Đang làm trúng gì vậy? Nhiều lúc là nó bung gân. Bung gân là có bị sao không? Không, bung gân thì nó vài bữa nó hết thôi. Trừ khi là mình mang cái gì vô, hay là mình đi cái gì, mình tung cái gì, hay là mình mang cái gì đó. Thằng kia kìa, nó chơi ốt về, không biết là cái phận nó không cho nhảy vòng hay là nó nhảy vòng ẩu. Nhảy vòng tí nó bịch gãy tay. Nó phải gãy tay, nó gãy từ trong gân lý ra luôn. Rốn gì? Ừ, nhảy vòng tí xuống nó bịch cái gãy luôn. Nó đi tuốt nhạc vàng thì nó thấy nó. Không biết là không cho nó nhảy vòng nè. Nó thì còn nhảy quen cái bịch. Ở trên trường hay sao? Gà gì? Ờ, khót rồi còn lạnh nữa. Rồi, ơi, rửa cái này hơi chiêu nha. Rửa chiêu.